Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2016 và giờ Việt Nam bây giờ thì ngày 14 tháng 10 năm 2016 dương lịch. Minh Vương Việt Nam thành khẩn kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam mau mắn copy những hình ảnh phép lạ của Chúa Giêsu trên trang website của chúng ta, rồi cùng nhau ôm hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu và anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc, cùng hình ảnh ông tổ bà tổ, ông rồng bà phụng Việt Nam tổ tiên chúng ta, cùng nhau ra đường từ Nam ra Bắc, từ Bắc xuống Nam biểu tình giải tán thế giới cộng sản. Ở đây là hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu đã hiện ra và hình ảnh này có phép lạ đi chung. Vì thế, đồng bào hãy mau mắn chấp hành. Đây là lệnh, thành ra chúng ta cần phải chấp hành. Đây là lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng và lệnh của ông bà tổ tiên mình và lệnh của triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc cũng như ở khắp qua địa cầu. Đây là khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra trên mây có phép lạ đi chung. Và đây là hình màu gốc chụp như thế nào in ra như thế. Phía bên này là hình đậm hơn cũng như hình này đậm hơn. Hình ảnh này có phép lạ đi chung. Chúng ta cần copy hình ảnh này, ôm hình ảnh này ra đường, đưa lên cao hoặc ôm trong người, hoặc đưa lên cao, đưa ra, đưa lên cao, cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Và kế nữa là hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc và đồng thời cũng là anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu. Đồng bào để ý cho rõ hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong rất rõ ràng. Phía bên này thêm một hình ảnh nữa, hai khuôn mặt sát với nhau đã hiện ra trên mây. Đồng bào copy hình ảnh này, những hình ảnh này, rồi cùng nhau ôm những hình ảnh này đem ra đường, đưa lên cao, cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì chắc chắn cộng sản sẽ tan rã và bọn tàu cộng sẽ rút về tàu. Đây là hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong. Phía bên này, đây là còn phía này là hình khuôn mặt cha trời Giêsu rất rõ ràng, không thể chối cãi được. Đây là thế giới thiên loại chứ không phải là thế giới âm binh.